Xin chào tất cả các em. Trước khi đi vào thực hành ấy, thì các em lên trên trang của cô để các em tải mẫu sổ về nhá. Các em kích vào cái mục thư viện này này. Ở đây có mẫu sổ. Đấy, các em kích vào đây. Thì khi các em kích vào đây, các em sẽ nhìn thấy hai cái mẫu sổ. Thì ở đây bên cô dạy hai bộ đầu tiên ấy, là các em nên học trên mẫu sổ thủ công. Vì lúc này nghiệp vụ các em còn yếu, các em cần tập trung vào nghiệp vụ. Thế nên là không nên học trên mẫu sổ hàm. Bởi vì nếu mà học trên mẫu sổ hàm, các em đang yếu về hàm ấy, thì lại phải học cả hàm nữa. Mà như thế thì nó sẽ khó khăn cho các em. Thế hơn nữa là học trên mẫu sổ hàm ấy, thì một lát nữa cô sẽ hướng dẫn cho các em là tại sao lại nên học mẫu sổ thủ công trước. Đấy, ví dụ như bây giờ khi mà các em kích vào đây nhá, thì các em sẽ tải xuống. Đấy, các em kích vào đây các em tải xuống. Còn ở trên máy của cô thì cô tải sẵn đây rồi. Đấy, cô bây giờ cô mở ra để cô hướng dẫn các em thôi. Đấy, thì ở đây bên cô là có hai mẫu sổ thủ công và mẫu sổ hàm. Đây là mẫu sổ thủ công các em ạ. Thế còn đây là mẫu sổ hàm. Vào đến quyển 3, quyển 4 là bắt đầu bên cô dạy hàm Excel. Đấy, thì bây giờ cô sẽ giải thích cho các em tại sao lại nên học trên mẫu sổ thủ công trước. Bây giờ các em hình dung là khi mà các em còn yếu thì cái hóa đơn đấy cần phải biết là định khoản vào đâu. Thì các em cần phải nắm chắc cái nghiệp vụ này trước này. Thì đây gọi là nguyên tắc hạch toán. Cái phần nguyên tắc hạch toán này các em cần phải học trước. Đấy, còn nếu mà bây giờ mà lại vào hàm nhá, thì trên mẫu sổ hàm này này, nó có cái bảng nhập liệu. Thì khi mà các em nhập vào đây này, thì mục đích của mình là lúc này mình phải rất là chi tiết để sau đó nó ra được các sổ chi tiết luôn. Cô lấy ví dụ như bình thường, nếu mà các em định khoản là nợ 156, nợ 133, đây là mua hàng hóa và phải trả người bán chẳng hạn, thì lúc này trên mẫu sổ hàm Excel ấy, thủ công ấy, thì các em chỉ cần định khoản thế này là để cho các em chắc nghiệp vụ trước. Nhưng mà bây giờ mà vào đến cái mẫu sổ hàm này, thì với một cái hóa đơn nó nhập chi tiết rất nhiều mặt hàng, thì các em lại phải chi tiết ra 156A, xong lại 156B, xong lại 156C. Đấy, và nó rất là lằng nhằng các em ạ. Thì lúc này với các em mà mới bắt đầu thực hành ấy, mà vào cái sổ sổ này, ngoài cái việc là chi tiết thế này nhá, sau đó các em lại biết dùng hàm, lại phải thạo hết các hàm để các em gọi, ví dụ như các em muốn gọi ra sổ chi tiết của nhập xuất tồn, cái mã hàng A này. Đấy là các em lại phải học hàm để các em gọi nó ra các sổ chi tiết. Đấy, thế rồi thì công nợ, chi tiết công nợ. Đấy, thì bên cô dạy theo một cái lộ trình để làm sao đấy các em đi theo một cái lộ trình chuẩn ấy. Đấy, chứ còn nếu mà cứ bắt các em vào cái bảng nhập liệu này ngay là nó sẽ rất là bị rối rắm các em ạ. Thế nên là ở bên cô dạy 8 bộ tất cả ấy, thì có hai bộ là dạy trên mẫu sổ thủ công này. Đấy, mục đích của mẫu sổ thủ công này này là để các em thứ nhất là chắc về nghiệp vụ này. Thứ hai là mình biết được là từ chứng từ gốc thì bây giờ mình sẽ ghi chép vào đây. Và cái phần định khoản này các em cứ chính xác ở tài khoản cấp 1, cấp 2 là được rồi. Đấy, còn chi tiết ra làm sao thì mình học sau. Đấy, thế bây giờ cái bước quan trọng nhất là bây giờ cái này mình phải xác định được cái tài khoản cấp 1, cấp 2 cho nó chính xác đã. Đấy, và sau khi mà các em làm hết một, cứ ghi chép vào đây hết một tháng, thì đến cuối tháng các em lại dừng lại để các em làm các công việc cuối tháng này. Bảng lương, bảng trích nộp, bảng trích khấu hao. Đấy, ví dụ đây bên cô tạo sẵn các cái sheet mẫu đây. Đấy, thì để hướng dẫn các em vào bảng lương, làm bảng trích nộp, bảng trích khấu hao. Và sau khi các em làm xong các công việc cuối tháng thì các em lại đưa bút toán cuối tháng vào đây, ví dụ như tính lương thế nào, tính bảo hiểm ra làm sao. Đấy, thế rồi thì trích khấu hao, bút toán trích khấu hao. Đấy, thì sau khi mà các em làm xong công việc của tháng thì cái công việc này nó sẽ được lặp đi lặp lại ở 12 tháng các em nhé. Đấy, và hết một quý thì các em lại dừng lại để các em tập hợp vào tài khoản 911. Nói chung các cái bước này thì bên cô sẽ hướng dẫn ở cái phần thực hành. Còn đây là cô đang hướng dẫn qua về mẫu sổ. Thì tức là khi đi làm ấy,
thì các em sẽ có là làm sổ trên Excel và làm sổ trên phần mềm. Và làm trên Excel thì thông thường là nếu mà công ty mình chưa có phần mềm thì các em sẽ làm trên cái mẫu sổ hàm. Thế nhưng mà nếu để cho các em làm trên mẫu sổ hàm ngay á thì cô thấy các em hơi bị lúng túng. Thế nên là bên cô dạy là bên cô không dạy vào mẫu sổ hàm ngay mà sẽ dạy trên mẫu sổ thủ công, nhằm mục đích là để cho các em biết được là quy trình của một bộ sổ sách là bắt đầu vào nhật ký chung này, sau đó là mình mở sổ cái. Thì sau khi mà các em mở sổ cái ở đây xong thì cái nguồn ở đây này, đấy, tổng phát sinh này này, nó sẽ được đưa vào bảng cân đối phát sinh này các em nhé. Đấy, có bao nhiêu cái tài khoản thì các em phải đưa hết nó vào đây. Thế thì lúc này cái nguồn để lên báo cáo tài chính nó được lấy từ đây các em ạ. Đấy, ví dụ như bây giờ nhá, các em có được cái bảng cân đối phát sinh tài khoản này rồi thì bộ báo cáo tài chính của các em sẽ gồm có báo cáo tình hình tài chính này. Đấy, thì cái này lấy nguồn số liệu từ đâu? Thì cái chỗ này nó sẽ được lấy nguồn số liệu từ đây các em ạ. Đấy, từ đây. Đấy, thế còn báo cáo kết quả kinh doanh này thì nó là những cái doanh thu và chi phí. Thì lúc này doanh thu và chi phí nó không có số dư cuối kỳ đúng không? Thế nên là các em lại lấy xoay quanh ở những cái sổ của từ tài khoản loại 5 cho đến loại 9. Đấy, loại 5 cho đến loại 5, 6, 7, 8. Doanh thu và chi phí thì sẽ được đưa vào cái bảng báo cáo kết quả kinh doanh này. Đấy, thế nên là nói chung là các em học thủ công ấy thì là để cho các em tự phải nhặt số liệu lên báo cáo tài chính. Thì lúc đấy các em sẽ hiểu bản chất. Thế còn nếu mà bây giờ mà các em lại vào phần mềm ngay nhá, thì các em hình dung là trên phần mềm nó lập trình sẵn đúng không? Thế nên là có nhiều em mà khi vào phần mềm ngay ấy, làm thì rất là có vẻ thành thạo, nhưng mà khi bị lệch một cái là không biết tìm từ đâu, vì các em không biết được cái nguồn gốc của cái nghiệp vụ đấy là nó xuất phát từ đâu. Đấy là một vấn đề. Còn một vấn đề nữa là vì các em vào phần mềm thì khi mà phần mềm nó lập trình nó lên sẵn báo cáo tài chính, các em đâu có phải tự làm đâu. Thế thành thử ra là khi mà lên được cái bộ báo cáo tài chính này, các em cũng chả biết là làm sao để mình biết được là nó đúng hay nó sai, và chỉ tiêu nào cần phải đối chiếu với chỉ tiêu nào, hay là cái bảng biểu này cần phải đối chiếu với bảng biểu nào, thì các em lại không được biết. Đấy, chính vì vậy mà sau này các em mà đi soát xét hồ sơ sổ sách là rất yếu. Đấy, bên cô đã gặp rất nhiều các trường hợp các chị làm cộng tác viên dịch vụ ngoài giờ ấy. Đấy, khi mà các bạn nào mà cứ ra nghề mà làm phần mềm ngay là đến khi đi soát xét là bị vướng mắc, là không soát xét được nhiều cái sai đâu. Nhưng mà các bạn mà bắt đầu từ sổ Excel ấy thì các bạn lại rất là thành thạo cái khâu soát xét. Đấy, thế nên là từ đó kinh nghiệm của cô là bên cô sẽ dạy trên thủ công Excel trước, sau đó đến hàm Excel và cuối cùng thì mới là dùng đến phần mềm. Đấy, thực ra hàm Excel hay là phần mềm nó chỉ là công cụ hỗ trợ để cho công việc của các em nhanh, hiệu quả, chính xác hơn thôi. Thế nhưng mà để mà hiểu được về bản chất thì các em nó vẫn nên đi từ sổ Excel. Thì bên cô sẽ dạy các em là bắt đầu từ đấy. Đấy, chứng từ gốc thì các em đã tải xuống, các em in ra rồi. Bây giờ dựa vào chứng từ gốc thì các em sẽ bắt đầu vào đây. Đấy, thì cô sẽ hướng dẫn cái cách vào sổ. Ở đây thì các em nhìn thấy nó có hai cột ngày tháng nhá. Thì lúc này ngày tháng vào sổ với cả ngày tháng chứng từ, khi nào thì nó sẽ cùng và khi nào nó sẽ khác ngày. Ví dụ như ngày hôm nay các em xuất tiền ra để đi mua văn phòng phẩm là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Thì các em xuất tiền ra đi mua văn phòng phẩm chẳng hạn, về cái là các em vào sổ luôn, thì lúc đấy là cái ngày vào sổ và ngày của chứng từ nó là cùng ngày. Đấy, và đi mua văn phòng phẩm về thì các em định khoản như thế này. Đấy, và chỗ này các em diễn giải là chi phí văn phòng phẩm. Đấy, và ở đây chúng ta đi mua thì phải có hóa đơn, thì các em gõ số hóa đơn ra đây. Đấy, thì lúc này nghiệp vụ của các em sẽ là thế này. Đấy, và ở đây là mình gọi tên của cái tài khoản này ra. Ví dụ như cái này là chi phí thì nó là chi phí gì, và cái này là thuế thì các em phải gõ rõ là thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Đấy,
Và chỗ này các em dùng từ là thanh toán tiền mua văn phòng phẩm. Đấy, nói chung là các em gọi nội dung kinh tế của nó ra đây, mà gọi làm thế nào đấy mà cho nó thật là ngắn gọn, dễ hiểu. Đừng có diễn giải rườm rà. Ví dụ như các em mua một cái văn phòng phẩm nào thì bút này, giấy này, kẹp ghim này. Thế xong rồi cô lại thấy khi cô đi soát xét ấy, thì nhìn ngay từ cái cách diễn giải này là cô đã có thể đánh giá được cái độ chuyên nghiệp của kế toán công ty này có chuyên nghiệp hay không. Đấy, thì khi đó các bạn cứ diễn giải ra đây dài lằng ngoằng ra, không cần thiết các em ạ. Cái nhóm này nó rất nhiều mặt hàng, nhưng chung quy nọ lại nó là văn phòng phẩm, hay nó là công cụ dụng cụ, hay nó là cái gì, các em gọi nó ngắn gọn thôi. Đấy, chứ không phải là người ta mua 10 cái mặt hàng lại cứ trình bày ra đây cả 10 cái mặt hàng vào đây làm gì cả. Đấy, thì đấy là cái cách trình bày sổ sách. Thế còn chỗ số tiền ý, thì các em đây thấy cái đây là chính là chữ T của tài khoản. Bên đây là nợ, bên đây là có. Thì khi mà phát sinh chi phí loại 6 tăng bên nợ thì các em phải ghi vào cột bên nợ. Đấy, ví dụ như đây là mình mua 2 triệu này. Và cái thuế này là loại 1 tăng ở bên nợ. Đấy. Và đây là loại 1 nhưng mà tiền mình giảm, mình phải ghi có. Đấy. Thì đấy là cái cách trình bày sổ sách cô làm mẫu một nghiệp vụ. Còn đến cái phần hướng dẫn thực hành thì cô sẽ hướng dẫn và các em cứ nhìn vào cái cách cô hướng dẫn thì để các em làm theo nhá. Đấy, thì bây giờ là cái công việc đầu tiên khi bắt đầu vào thực hành là các em tải mẫu sổ xuống. Và cô giải thích cho các em là tại sao bên cô lại dạy trên mẫu sổ Excel. Đấy, mặc dù là bên cô phần mềm là bên cô cung cấp miễn phí, các em học viên học là đều được cài miễn phí, và bên cô rất nhiều phần mềm, nhưng mà bên cô không dạy trên phần mềm ngay. Dạy trên phần mềm ngay thì giáo viên rất là nhàn, nhưng mà học viên thì lại không hiểu bản chất. Đấy, thế nên là cái lộ trình học của bên cô rất là bài bản. Tức là sẽ có 8 bộ chứng từ tất cả. Thì trong 8 bộ đấy là sẽ có 4 bộ thực hành trên Excel, 4 bộ thực hành trên phần mềm. Và 4 bộ trên Excel thì lại chia ra 2 bộ là thực hành trên mẫu sổ thủ công và 2 bộ là thực hành trên mẫu sổ hàm. Như vậy là ngoài cái việc các em được trang bị kỹ năng chuyên môn về nghiệp vụ, các em lại được trang bị cả cái hàm Excel và phần mềm kế toán. Thế rồi thì lại thực hành cả thông tư 133 và thực hành cả thông tư 200 cơ các em ạ. Đấy, nói chung là các em mà muốn vững nghề kế toán ấy thì các em phải học nhiều bộ chứng từ. Thứ nhất là về nghiệp vụ, mình được va chạm vào nhiều loại hình thì mình mới có cái nhìn tổng quan. Và khi mà các em học nhiều loại hình thì người ta mới có thể dạy cho các em là từ cơ bản đến phức tạp, từ dễ đến khó được. Còn bây giờ các em ham rẻ nhá, cô thấy các bạn đi học cứ vài triệu ấy, nhưng mà có những bạn đến với cô là đã học 3-4 trung tâm rồi. Thế nhưng mà vì các em học có vài triệu thì người ta chỉ dạy các em trên một bộ chứng từ, mà trên một bộ chứng từ thì người ta chưa thể đưa vào đây là phức tạp được, mà chắc chắn là người ta chỉ có thể đưa vào đây là những nghiệp vụ cơ bản thôi. Thế nên là tại sao các bạn đi học tới 3-4 khóa mà lại vẫn cứ không vững nghề? Sau khi mà học xong ấy, đi ứng tuyển các bạn lại vẫn cứ không tự tin để ứng tuyển vào các cái vị trí mức lương cao. Đấy, cô thấy có nhiều bạn khi mà cô up cái tin tuyển dụng của các nhà tuyển dụng nhờ cô tuyển ấy, thì các bạn ấy bảo cô ơi, em cũng học một khóa kế toán tổng hợp rồi, nhưng mà em chỉ làm được ở cái vị loại hình này. Đấy, với cả có cái mức lương nào thấp hơn cái vị trí này không cô? Như vậy có nghĩa là các bạn không tự tin thì các bạn chỉ dám ứng tuyển vào cái mức lương thấp thôi. Đấy, còn như học viên của cô vì là được học bài bản mà lại học hết tất cả các loại hình, các bạn ấy được va chạm vào nhiều tình huống từ nghiệp vụ cơ bản đến chuyên sâu, xong lại về thuế từ cơ bản đến chuyên sâu. Vì vậy mà khi các em ấy ra là các em ấy đạt ở cái trình độ là gọi là kế toán chuyên nghiệp ấy, loại hình nào cũng làm được. Và quy mô công ty phải hướng vào quy mô công ty vừa trở lên, chứ cô không cho học viên của cô đi làm ở loại ở dạng quy mô công ty gia đình. Thế với cả cái mức lương mà cô hướng đến cho học viên của mình phải đạt mức lương khởi điểm từ 10 triệu trở lên.
Và cái khóa học này ra đến giờ này là các bạn đạt 100% ở vị trí kế toán đấy các em ạ. Học viên của cô không có một bạn nào mà ra mà lại chỉ xin được vị trí kế toán lương 6-7 triệu hay là phải đi làm kế toán viên hay kế toán nội bộ nữa. Đấy, thế nên là học thì nó có nhiều cấp độ. Học cấp độ thấp thì các em lĩnh hội ít kinh nghiệm. Thì ra các em chỉ xin được ở vị trí lương thấp hoặc là tỷ lệ ra có việc thấp lắm các em ạ. Học nếu mà các em học vài triệu nhá thì các em khẳng cứ cô khảo sát rồi, tức là nó chỉ đạt khoảng độ 20% thôi là ra các em làm được ở vị trí kế toán tổng hợp. Còn đâu các em vẫn cứ không tự tin và vẫn cứ đang chỉ xin được ở các cái vị trí kế toán phần hành thôi. Đấy, thế nên là mới có cái tình trạng mà khi đến đây với cô gần như bạn nào cũng học qua ít nhất là một trung tâm rồi. Còn có những bạn học 3-4 trung tâm rồi nhưng mà về sau đi làm thì vẫn cứ đang giặt dẹo ở các cái phần hành với cả mức lương thấp. Vì vậy mà khi các bạn ấy biết đến cái khóa học của cô là đào tạo ra nó đạt ở cái vị trí đấy là các bạn ấy lại đầu tư để các bạn ấy muốn đến đích luôn ấy. Đấy, và cái tỷ lệ đấy đến với cô nhiều lắm. Thế nên là cô vẫn hướng cho các em ấy là học thì nó có nhiều cấp độ, các em nên đầu tư một lần thôi. Mình không phải đầu tư nhiều lần. Với cả hơn nữa là cái sự nghiệp của mình thì nó là cái cần câu cơm. Đấy, các em mà đầu tư cấp độ thấp ấy thì nói chung là mình đi làm mức lương thấp và nó không phát triển được thì bản thân các em cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Thế nhưng mà như các bạn đầu tư ở khóa học này ra, có rất nhiều học viên trái chuyên ngành của cô ra mà lại xin được mức lương 15 triệu ngay. Thì như thế là các bạn đã gần như đến đích của nghề rồi. Đấy, còn trước mắt các em chưa tìm hiểu cái khóa học của cô thì các em cứ trải nghiệm cái khóa học này trước nhá, để các em cảm nhận thấy cái cách dạy của cô có dễ hiểu không. Và đồng thời thì cô cũng vẫn muốn các em tìm hiểu về một cái khóa học từ A đến Z của bên cô. Khóa học này nó là một cái khóa học mà cô khẳng định rằng nó là một khóa học có 102 tại Việt Nam. Tại vì không có một nơi nào mà dám cam kết cho một người mất gốc với cả một người trái chuyên ngành mà ra lại đi làm được 100% ở vị trí tổng hợp đâu. Nhưng bên cô đã làm được việc đấy từ nhiều năm nay rồi. Và bên cô, lý do tại sao bên cô mở ra cái khóa học này là vì trước cô làm dịch vụ kế toán ngoài giờ, cô thường xuyên phải tuyển kế toán. Và bản thân cô thấy rằng là các bạn học cử nhân ra mà bây giờ lại không biết làm cái gì, thế xong rồi cũng biết đi tìm học kế toán thực hành nhưng mà lại tỷ lệ ra, đa số các bạn ấy đều nói với cô là em cũng học một khóa thực hành tổng hợp rồi. Vậy mà khi cô đưa cho một bộ chứng từ ấy, làm thì 8 nghiệp vụ, 10 nghiệp vụ thì sai đến 8 các em ạ. Các bạn ấy chỉ đúng được những cái nghiệp vụ gọi là điện nước hay là dễ dễ thôi. Còn khi mà ví dụ như đơn giản là vào một cái nghiệp vụ thanh lý tài sản cũng không làm được, hay là cô cho lập một cái bảng lương cũng không làm được. Thì đấy là thực trạng mà cô đã up rất nhiều các cái video test đấy lên trên YouTube. Đấy, đấy là sự thật và thực trạng, chứ cô không nói điêu. Mà ở đây là các bạn đến tham gia các cái chương trình miễn phí cô đều cho test, hay là khi các bạn vào học chính thức cô cũng đều cho test khoảng 15 phút để xem nào cái kiến thức của các bạn đến đâu. Và những bạn mà đã đi làm rồi ấy, thì cô cũng muốn các bạn tự nhiên nhận thấy được là mình đang 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 ở cái ngưỡng nào. Thế nên là thường là cô cho test 15 phút. Thì khi đó các bạn ấy phải công nhận rằng đây là những nghiệp vụ cơ bản mà tại sao các bạn ấy vẫn không làm được. Đấy, thế nên là các em nên học theo một cái lộ trình bài bản và học từ cơ bản đến chuyên sâu, để khi mình ra là mình có luôn kinh nghiệm bằng nhiều năm đi làm và đi xin việc cái là được việc luôn. Và cái quan trọng nhất là các em xin được ở vị trí nào với mức lương bao nhiêu. Chứ còn có nhiều bạn bây giờ ra cũng đi làm, cũng xin được việc đấy, thế nhưng mà chỉ xin được vị trí kho công nợ nội bộ lương 5-7 triệu thôi, đúng không? Đấy, thì lúc đấy các em cứ hy vọng là đi làm để học hỏi, nhưng mà không học hỏi được cái gì đâu các em ạ. Mà sau vài năm các em cứ dậm chân ở đấy rồi nó lại rơi rụng mất kiến thức, thế là cuối cùng thành mất gốc. Đấy, thế nên là các bạn, cái khóa học này của cô nó là một giải pháp. Đấy, thì cái khóa học đầu tiên này là cô muốn cho các em trải nghiệm để các em biết được cái phương pháp dạy của bên cô.
Thế và đồng thời các em cũng biết được là học thì nó sẽ có nhiều cấp độ như thế đấy. Thì để các em cân nhắc nhá. Đấy, còn bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em vào cái bộ số liệu thực tế mà các em đã in ra. Đấy, thì dựa trên cái mẫu sổ này, cô sẽ giảng cho các em từng nghiệp vụ một theo từng cái hóa đơn một. Đấy, thì các em mời các em mở chứng từ, mở cái bộ chứng từ ra nhá. Và các em ở trên đấy nó có đánh số rồi. Đấy thì các em sẽ dựa vào trang, bắt đầu từ trang 1 là cái hợp đồng thuê nhà. Đấy bây giờ các em mở ra để các em làm theo video hướng dẫn thực hành nhá. Bắt đầu chúng ta đi vào thực hành thì trên nhật ký chung là chúng ta sẽ phải ghi chép theo ngày, có cái hóa đơn chứng từ nào phát sinh trong ngày là chúng ta sẽ vào đây. Thì ví dụ như đây là cái nghiệp vụ đầu tiên, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019, đây là hợp đồng thuê nhà. Các bạn dựa vào đâu để các bạn hạch toán thì các bạn gọi nó vào số hiệu của nó vào đây. Thì đây là hợp đồng thuê nhà này. Đấy. Và cái ngày tháng ở trên mẫu sổ này các bạn thấy nó có hai cột ngày tháng. Ngày tháng ghi sổ và ngày tháng của chứng từ. Thì có những cái nghiệp vụ các bạn phát sinh ngày nào các bạn vào sổ ngày đấy. Nhưng có những cái chứng từ nhá. Ví dụ như bây giờ sếp mình đi tiếp khách, sếp mình lại quên không đưa hóa đơn cho kế toán ngay tháng này mà sếp lại để trong cặp, có khi đến tháng sau, 2 tháng sau bắt đầu sờ vào cặp mới nhớ ra, ôi chết rồi anh quên cái hóa đơn này anh đưa cho em, đúng không? Như vậy là cái ngày tháng vào sổ sẽ là ngày hôm nay, còn ngày tháng ở đây là ngày tháng trên hóa đơn. Thế tuy nhiên là với một cái hóa đơn như thế thì các bạn sẽ kẹp cùng với nó là một cái giấy đề nghị thanh toán, coi như là anh ấy bỏ tiền của anh ấy ra, anh ấy đi tiếp khách và bây giờ anh ấy đề nghị thanh toán là vào ngày hôm nay thì nó mới là hợp lý hợp lệ. Còn ví dụ như các bạn mà lại chi tiền ngay từ cái hôm đấy rồi mà các bạn lại không vào sổ ngay là không được, đúng không? Thì trong trường hợp này sẽ có kèm một cái giấy đề nghị thanh toán. Đấy, thì các bạn sẽ coi như là cái ngày hôm nay anh ấy mới thanh toán thì tôi mới nhận được hóa đơn đấy. Đấy, và các bạn sẽ ở trong trường hợp thuê nhà này thì ngày tháng ghi sổ và ngày tháng chứng từ là trùng ngày nhé. Và các bạn định khoản vào đây là nợ 6422 và có 111 và các bạn diễn giải ở đây là chi phí thuê văn phòng. Đấy. Và định khoản vào đây là 3 triệu. Đấy. Đây là một cái nghiệp vụ thuê văn phòng của hộ cá nhân. Thế còn các bạn lật tiếp đi. Ở đây cái hợp đồng điều khoản nó hơi dài, nó mất nhiều trang. Các bạn lật tiếp đến trang số 7 nhé. Đến trang số 7 thì vẫn là hợp đồng thuê văn phòng. Bởi vì công ty của mình là trụ sở đặt một nơi và hoạt động ở một nơi. Thế nên là cái văn phòng thứ hai này là cái nơi hoạt động này. Mình thuê ở đây rất là rộng. Thế nên là cái giá thuê là 15 triệu. Nhưng mà thuê không phải là của hộ cá nhân mà lúc này là mình thuê của một đơn vị cho thuê văn phòng. Thì lúc này các em đọc ở đây các em thấy là bên cho thuê là công ty cổ phần đầu tư phát triển hệ thống VMAX, đúng không? Thì có nghĩa là mình đi thuê của một công ty rồi. Thế nếu như mà thuê của một công ty mà với cái giá thuê tất 15 triệu thế này thì bắt buộc phải có hóa đơn, đúng không? Mà thời điểm này chúng ta chưa thấy có hóa đơn đâu thì chúng ta không được hạch toán. Đấy, nó khác với cái tình huống trước, đúng không? Đấy thì mình cố tình đưa vào đây là hai cái hợp đồng thuê văn phòng nhưng mà nó ở hai cái tình huống khác nhau. Có đúng không? Để cho các em va chạm. Đấy thì các em với cái tình huống này các em để đây đã để xem sau này nó có hóa đơn không. Đấy. Tức là khi kèm chứng từ thì mình cứ kèm theo ngày ngày Đúng ký hợp rồi, đồng. theo ngày. Thế Và còn còn khi chứng mà từ. biết đâu đến tận ví dụ hôm nay là ngày ký hợp đồng nhưng mà tận mùng 5 mình mới xong xuôi đâu đấy mình mới có hóa đơn, đúng không? Thì mình sẽ kẹp theo ngày ở đây như là như vậy. Thì bây giờ mình sắp xếp thì mình cứ sắp xếp theo thời gian rồi. Đây là cái tình huống này là người ta sắp xếp theo thời gian. Đấy. Còn nếu mà sắp xếp theo nghiệp vụ thì em lại hợp đồng với cả hóa đơn thì đi cùng nhau. Nhưng mà đây là người ta sắp xếp theo thời gian kinh tế phát sinh. Thì mình cứ sắp xếp từ ngày mùng 1 đến ngày 31 xem nó có cái gì. Đấy, thì bây giờ nhá, bỏ qua cái hợp đồng đấy đã nhá các bạn nhá. Đấy, để tiếp theo đến
Cái trang số 14 thì nó là cái danh sách nhân viên. Các bạn cũng chưa hạch toán. Cái này mình chỉ để vào đây cho các bạn biết rằng là người ta có bao nhiêu nhân viên. Và đến cuối tháng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lập bảng lương. Đấy. Thế còn đến cái hóa đơn số 15 nhé. Thì đây là một cái hóa đơn mua điều hòa này. Đúng không? Thì bây giờ với một cái văn phòng như thế này mà mình mua điều hòa về để mình lắp vào văn phòng, thì mình có nhập kho không? Không nhập kho đúng không? Thế thì lúc này nếu không nhập kho thì các bạn sẽ cho vào tài khoản 242 luôn, không cho qua 153. Đấy. Thì ở cái tình huống này vì điều hòa là mình phải phân bổ mà. Thế nên là lúc này em sẽ định khoản là nợ 242 này, nợ 1331 vì nó có hóa đơn. Đấy. Và mình sẽ với cái số tiền như thế này nhá, thì tại vì là người ta ghi ở đây là hình thức thanh toán TM trên CK, có nghĩa là có thể tiền mặt có thể chuyển khoản, nhưng với cái số tiền trên 20 triệu nếu mình chuyển khoản thì mình sẽ không được tính vào chi phí, tiền thuế cũng không được khấu trừ. Thế nên các công ty không ai đi thanh toán bằng tiền mặt với cái khoản này cả. Thì tại thời điểm này mình chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì các em cứ treo qua 331 cho cô. 331 ở đây mình ghi rõ công ty nào ra. Đấy, ví dụ như đây là công ty điện máy, mình ghi chi tiết điện máy ra. Đấy, và số tiền ở đây các em gõ theo số tiền trên hóa đơn là 26 triệu 400. Tiền thuế là 2 triệu 640. Đấy. Và tổng tiền thanh toán các bạn nên đặt công thức nhé, để tránh cái trường hợp là biết đâu các bạn viết hóa đơn bị lệch ấy. Nếu mà bây giờ mình cứ định khoản theo hóa đơn thì có thể trên sổ của mình sẽ bị lệch. Đấy. Còn khi mà các bạn đặt công thức hai nợ một có thì các bạn sẽ kiểm tra được cái hóa đơn này nó có đúng hay không. Nếu nó lệch thì chúng ta sẽ xử lý. Đấy. Còn nếu khớp thì thôi. Đấy. Thì ở đây các em sẽ định khoản là mua điều hòa dùng cho văn phòng để sau này mình biết là nó đang dùng ở bộ phận nào để mình phân bổ ấy. Đấy, dùng cho văn phòng. Ok, nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ chuyển khoản. Nhưng mà giấy báo nợ, giấy báo có thì đến cuối tháng, đầu tháng sau mình mới lấy được. Ừ, thế thì nên cô mới bảo các em là treo qua 331. Vâng. Nếu không thì cô đã ghi có 1121 rồi. Vâng. Đấy. Ở đây là phải trả công ty nào nhé. Đấy. Nói chung là khi học thực hành ấy thì các bạn cũng không cần thiết cứ phải máy móc là nhìn nhòm ngó vào cái ngày của nó. Mình chỉ cần hiểu là nay mai nó là ngày nào thì mình điền vào ngày đấy. Còn bây giờ thì những cái cột này có thể các em làm thế nào đấy cho nó nhanh là được, chứ không cần thiết ví dụ như có những chỗ nó mờ ấy thì lại cứ đi nhòm. Thế xong có những bạn học online lại còn phải gọi điện để hỏi cô xem là cô ơi cái này là ngày bao nhiêu, không cần thiết. Vì mình học mà, mình học là mình học cái nghiệp vụ của nó. Thế còn những cái mà ở trên đây nó là những cái thông tin mà ví dụ như sau này mình làm sổ sách thực tế thì bắt buộc phải chính xác. Còn các em học thì bây giờ những cái công đoạn nào mà bớt được thì mình nên bớt để mình dành thời gian đấy mình vào công việc khác, đúng không? Thì như ở đây nhá, các em chỉ cần hiểu nó là của ngày trên hóa đơn chứng từ, cô chỉ cần giảng một lần thôi. Còn sau đấy các em có thể là làm thế này cho nó nhanh nhá. Không cần thiết là cứ phải, ví dụ như cách một đoạn, ví dụ cùng cô cứ định khoản là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 cô cứ căn chứng đề thế này. Xong đến cách đấy lại 15, xong lại cách đấy là 25, xong lại 30. Để cho các em hiểu rằng là à nó đang được sắp xếp theo thời gian như thế đấy. Nhưng mà thực chất thì không cần phải chính xác đến từng ngày nhá. Thống nhất học như thế cho nó nhanh. Đấy. Thì ở cái chỗ số hiệu này vì liên quan đến chi phí, đến tiền thuế, đến tiền công nợ thì chắc chắn là nó cần phải thể hiện là ở số hóa đơn bao nhiêu. Đấy. Thì giờ mình xem ở trên hóa đơn này này, mình gõ nó vào, mình cứ gõ 1, 2, 3, 4, 5 vào đây. Đúng không? Cũng không cần thiết là phải chính xác tuyệt đối cái phần này. Đấy. Thì can chôn đen tiếp. Đấy là xong. Đúng không? Rất là nhanh. Mình không phải mất cái công nhòm ngó vào hóa đơn, mất thời gian. Nhưng mà trong trường hợp nhá, ví dụ như lúc nãy cô bảo em là cái phần mà mua cái gì nhá, à cái tiền hóa đơn mà sếp đi tiếp khách thì mấy tháng sau sếp mới đưa lại để mình ghi nhận thì phải có cái trường đấy. Hợp đấy thì mình cần phải hiểu ấy. Yeah. Khi mà mình học mình muốn hiểu thì mình ghi vào đây là ví dụ như hôm nay là ngày mùng
ngày vào sổ là ngày mùng 1 tháng 2, nhưng mà cái hóa đơn đấy nó lại là của ngày mùng 1 tháng 1. Thì cái trường hợp như thế các em cần ghi ra để cho mình hiểu. Ví dụ như lúc mình nhìn vào đây mình biết là à tại sao cái chỗ này ngày tháng thì nó lại giống nhau, mà cái đến cái hóa đơn này thì ngày tháng vào sổ và ngày tháng của chứng từ nó lại khác nhau, đúng không? Vâng. Thì cái đấy là cái cách học thông minh của mỗi người. Vâng. Đấy, chứ không nhất thiết là cô bảo như vậy là cứ phải như vậy. Nhưng mà đến khi mà mình nhận được cái giấy báo nợ, giấy báo có thì đến đầu tháng sau mới có, nhưng mà cái ngày chứng từ nó vẫn là cái ngày 1 tháng 1 đấy. Thì là như thế nào? Không sao. Ví dụ như bây giờ nha, em nhận được cái hóa đơn này là ngày mùng 1 tháng 2 đúng không? Vâng. Thì em phải vào sổ là ngày mùng 1 tháng 2 đúng không? Vâng. Thì cái ngày mùng 1 tháng 2 đây em vẫn cứ hạch toán giống như thế này. Và mình sẽ đây là trường hợp tiếp khách là cô nói là bây giờ anh ấy bỏ tiền túi của anh ấy ra. Vâng. Chứ mình lại không chuyển khoản. Vâng. Còn đúng không? Vâng. Thì đến lúc đấy nhá, em chỉ cần lập bút toán thanh toán bình thường. Ví dụ như bây giờ nhá, mặc dù hóa đơn đấy là nó vào ngày mùng 1 tháng 1, nhưng vì ngày mùng 1 tháng 2 anh ấy mới đưa cho mình thì công ty mình mới thanh toán cho anh ấy. Vâng. Còn tiền của anh ấy bỏ ra lúc đi tiếp khách là anh ấy bỏ tiền túi của anh ấy ra rồi mà. Vâng. Thế nên là em vẫn hạch toán như thế này và sau đó có một bút toán thanh toán vào đây nữa. Thêm vào đấy vào một bút toán là nợ một nợ 331 có 1111. Đấy, như vậy là thanh toán tiền tiếp khách cho anh A đúng không? Đấy. Còn trong trường hợp như thế này mà giấy báo có tháng sau mới về thì mình vẫn cứ hạch toán là nợ. Đến thời điểm nào về em phải chèn thêm dòng vào thời điểm đấy. Ví dụ nhá, tháng 31 tháng 1 thường là cái sổ phụ ngân hàng ấy, thì như bọn cô là cứ ra ngân hàng bọn cô lấy theo quý cơ, chứ lại không phải là tháng nào cũng đi lấy. Còn nếu mà công ty của bọn em tiện thì tháng nào cũng đi lấy, thế nhưng mà thời điểm mình lấy về là thời điểm sau một tháng đấy đúng không, hết ngày 31 mình mới đi lấy chứ. Thế thì lúc đấy ví dụ như bây giờ nhá, em phát sinh cái tiền tiếp khách này vào ngày mùng 1 đúng không, thì bây giờ em lại lấy vào ngày 31, nhưng khi mà trên sổ phụ nó vẫn thể hiện vào ngày mùng 1 thì lúc đấy em đã nhập các cái nghiệp vụ khác vào đây rồi, thì em lại insert thêm dòng vào đây để em hạch toán cái bút toán thanh toán đấy. Đấy là trường hợp làm trên Excel. Còn nếu mà làm trên phần mềm nhá thì em chỉ cần nhập theo ngày và nó sẽ tự sắp xếp đúng không? Ừ đấy. Thì thế thì cái ngày ghi sổ là mẹ không quan tâm đến ngày ghi sổ, mình cứ theo ngày chứ. Không. Ngày ghi sổ em vẫn phải vào ngày nào. Ừ. Nhưng mà cũng đừng máy móc ở cái chỗ là chỉ là những cái nghiệp vụ mà thanh toán như vậy thôi thì mình mới được phép là ngày ghi sổ và ngày chứng từ khác nhau. Nhưng mà có những công ty nó thuê em dọn dẹp sổ sách nhá, có khi năm nay là năm 19 nó mới lại thuê em thì em lại đang dọn dẹp sổ sách cho năm 16, thì em đừng có ghi vào đây là ngày mùng 1 tháng 1 năm 19 đúng không, tại vì thuế nó không cho phép mình là làm sổ như vậy. Mà bây giờ đến đâu phải ghi chép đến đấy, bởi vì nhật ký chung mà. Nhật ký chung là phải ghi chép theo ngày đúng không? Có ai cho phép mình là đến tận 3 năm mới vào sổ thế không? Ừ. Thế nhưng mà đây là cái công việc mình đi dọn dẹp, thì lúc đấy em phải tùy từng tình huống. Như cô giảng như vậy cũng không có nghĩa là mình cứ vào sổ ngày nào là mình phải ghi ngày đấy đâu. Đấy. Mà nó phải phù hợp với tình huống. Ví dụ như bây giờ nhá, em thấy có một cái nghiệp vụ là tạm ứng này. Sau đó anh ấy đi công tác thì anh ấy về anh ấy chưa thanh toán, mà đến tận 2-3 tháng sau anh ấy mới thanh toán. Thì lúc đấy kế toán mình làm gì có hóa đơn để mà hạch toán đúng ngày, bắt buộc em phải hạch toán lệch ngày. Nhưng mà vì nó đi theo một bộ thanh toán tạm ứng đấy rồi thì nó mới hợp lý đúng không? Chứ còn bây giờ em cứ đến đâu em phải vào sổ đến đấy, chứ ai cho phép em cứ để như vậy xong đến tận năm sau em mới làm sổ. Thì đây là cái tình huống mua điều hòa nhá, mình sẽ định khoản như vậy. Đúng. Tiếp theo ở đây là một cái hóa đơn mua ô tô, mà như lúc trước cô cũng có nhấn mạnh cho em là cái công ty này nếu cái bộ số liệu này cô cố tình đưa vào đây là một cái tình huống hay. Đây là một được gọi là một cái tình huống hay bởi vì rất ít bạn có thể xử lý được cái hóa đơn này. Ví dụ như bây giờ trong quy định của luật thuế, nếu như công ty mình mà mua ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống mà không phải là dùng cho mục đích kinh doanh vận tải du lịch thì công ty mình chỉ được tính vào chi phí là 1 tỷ 6 trở xuống thôi, và tiền thuế cũng chỉ được khấu trừ có 160 triệu thôi.
Thế mà trong khi đó cái hóa đơn này nó lại gần 2 tỷ. Thì bây giờ mình sẽ định khoản thế nào? Thì khi mà nó là ô tô thì các bạn vẫn định khoản vào 211 bình thường. Và tiền thuế thì nó là 1332 nhé. Ở trên cái hệ thống tài khoản của mình nếu theo thông tư 133 thì các em nhìn thấy nó sẽ có là 1331 và 1332. 1331 là thuế của hàng hóa dịch vụ và 1332 nó là thuế của tài sản cố định. Thì các em vẫn định khoản bình thường nhé. Như thế này vẫn định khoản bình thường, nó chỉ có khác ở cái chỗ là mình đưa tiền vào thế nào thôi. Thì ở đây mình mua của công ty gì đây? Toyota Thanh Xuân đúng không? Tôi tạm thời ghi chi tiết khách hàng là Thanh Xuân vào đây. Thì bây giờ nhá, trước mắt là cái tiền thuế em xác định là được khấu trừ 160 triệu, em cứ ghi vào đây 160 triệu đã. Đấy. Và cái nguyên giá của nó là cái tiền phải trả khách hàng là bao nhiêu? Em cứ ghi vào đây 2189. 2189000. Như vậy thì thì cái nguyên giá này nó sẽ bằng cái tổng tiền thanh toán trừ đi cái tiền thuế. Đấy, em cứ ghi nhận như thế này đã. Bởi vì theo chế độ kế toán các bạn bắt buộc phải ghi nhận đúng theo hóa đơn. Đấy, ví dụ như cái tình huống như thế này nhá, cô đưa ra cho các bạn đã đi làm rất lâu năm rồi mà muốn đến xin để làm kế toán ngoài giờ với cô ấy, thì khi đó cô đưa ra cô bảo các bạn ấy định khoản thì cô kiểm tra 4-5 bạn hôm đấy đều sai hết. Có nghĩa là có bạn thì lại vẫn định khoản y như hóa đơn thế này, không có gì khác cả. Thế thì cô mới hỏi ra cái tình huống là thế bây giờ người ta nói là chỉ được tính vào chi phí 1 tỷ 6 thôi, thì giờ làm nào, đúng không? Thế các anh, các chị đấy cũng không biết. Thế xong có một bạn thì thấy cô nói thế rồi, thì bắt đầu bạn ấy lại chỉ ghi nhận vào đây là 1 tỷ 6 thôi và tiền thuế là 160. Thế cô bảo là thế thì nếu em ghi nhận như thế này thì nó lại không khớp với hóa đơn. Thế cuối cùng là các bạn ấy coi như là không biết. Đấy, thì bây giờ nhá, các em ghi nhận theo chế độ kế toán là mình cứ phải ghi nhận theo hóa đơn đã. Đấy, còn lúc nào mà nó theo luật thuế thì mình lại xử lý sau. Còn đây là mình đang xử lý đúng theo luật thuế của cái thuế giá trị gia tăng. Có đúng không? Đấy, thì các em sẽ ghi ở đây là mua ô tô dùng cho quản lý. Thuế giá trị gia tăng. Các em lưu ý vì công ty này nó đang có phát sinh hai loại doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế, thì cái thuế đầu vào dùng chung nó không được khấu trừ, nên lúc này mình không được diễn giải là thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, mà mình lại phải ghi diễn giải là thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng chung. Đấy. Mục đích để làm gì? Mục đích để sau này cô sẽ lọc tất cả những cái thuế dùng chung đấy lên để cô phân bổ. Còn nếu bây giờ em cứ diễn giải bình thường thì sau này mình phân biệt thế nào được? Đúng không? Thì cái điều hòa thì không. Đây thì cô đang giải thích lại. Thì bây giờ cô sẽ sửa hết những cái gì thuộc về đầu vào dùng chung, cô sẽ sửa thành đầu vào dùng chung để sau này cô lọc nó lên nhá. Đấy. Đấy, như trong tình huống này cũng vậy này, mình cũng tất cả nó là liên quan đến chi phí này, thuế này, công nợ này, nên số hiệu mình cũng điền bằng số hóa đơn. Đấy. Là xong cái nghiệp vụ này nhé. Tiếp theo, nếu một công ty dịch vụ thì tất cả tiền điện, tiền nước, tiền internet đang dùng cho văn phòng thì các em cứ cho vào chi phí quản lý bình thường 642 và chi tiết luôn. Bởi vì thông tư 133 là nó có 6421 và 6422. Thì những cái gì thuộc về chi phí quản lý em chi tiết luôn cho cô. Đấy, có nghĩa là nhá, trong bài của em nếu như em để ở tài khoản cấp 1 thì thống nhất tài khoản cấp 1 từ trên xuống dưới. Còn nếu như em đang chi tiết đến tài khoản cấp 2 thì em thống nhất cho cô tất cả đều là tài khoản cấp 2 trở xuống.
đúng không? Ví dụ như bây giờ nhá, cái tài khoản này nó chỉ có một tài khoản cấp 1 thôi, thì mình mới để thế đúng không? Thế còn ví dụ như tiền mặt ở đây, nếu như cấp 1 nó phải là 3 số 1, nhưng mình đã để 4 số 1 rồi, thì đến cái tài khoản này cũng phải để chi tiết đến tài khoản cấp 2. Đấy, mà khi cái tài khoản này đã chi tiết đến tài khoản cấp 2 thì ở dưới này nếu như có tài khoản 6421 ý, thì có những bạn lại chỉ ghi là 6420 không, thì không được đúng không? Mình đã có 6422 thì mình phải có 6421. Mình không có tài khoản 642 xuất hiện trên bài nữa. Đấy, em phải thống nhất tài khoản cấp cho cô nhé. Thôi thì phân biệt 6421 và 6422 ạ. 6421 là chi phí cho quản lý nhá. Còn 642 6421 là chi phí cho bán hàng. Thì ví dụ như bây giờ nhá, cũng là tiền điện, tiền nước, tiền văn phòng, phẩm. Nhưng công ty của cô lại có một cái cửa hàng bán giới thiệu sản phẩm ở dưới mặt đường kia. Như vậy là nó đang phục vụ cho bán hàng. Vâng. Đấy, đúng không? Hay là ví dụ như công ty của cô đây mà bây giờ nhá, cô muốn chia cái tiền thuê văn phòng này ra là bây giờ ở phòng trong này thì là phòng trong một đội marketing chẳng hạn, phòng kinh doanh chẳng hạn, thì cô lại chia ra một phần cho chi phí bán hàng. Nhưng mà cô, công ty của cô không có cái đội đấy thì cô không cho vào đấy đúng không? Đấy, thì có nghĩa là cái việc mà mình phân bổ này nó mà mình làm thế nào đấy để cho nó phù hợp ấy, bởi vì trong chuẩn mực kế toán là nó có cái chuẩn mực phù hợp thì mình nên tuân thủ theo cái chuẩn mực đấy. Có nghĩa là cùng một cái trụ sở này nhưng mà em lại có phòng đào tạo ngoài kia này, em lại có phòng kinh doanh này, đúng không? Em lại có phòng quản lý này, thì em phải chia ra ba bộ phận cho nó phù hợp. Đấy, ý là như vậy. Thế còn nếu mà nó nhỏ, nó không có nhiều bộ phận thì thôi. Đấy, mình tự có thể tự nhóm hơn là 1, 2, 3. Đấy. Thì ở đây em nói chung những cái khoản tiền này đa số là thanh toán tiền mặt. Đấy, còn nếu mà em chuyển khoản thì cũng ghi chuyển khoản nhé. Hoặc là như thế này, ví dụ như ở trong này nhá, số tiền nó cứ nhỏ nhỏ lắt nhát mình nhìn và nó mỏi mắt thôi, gõ luôn 2 triệu vào đây cho cô. Em hiểu chưa? Vâng. Cách học mà, mình chỉ cần đúng cái nghiệp vụ thôi chứ cần gì tiền đâu. Thế nên là đỡ phải nhòm cho nó cận mắt ra. Đấy là cái cách dạy của cô. Cho nó nhanh cho các bạn, cho nó đỡ phải mỏi mắt. Đấy. Thì ở đây em chỉ cần hiểu đây là chi phí tiền điện. Đấy. Thanh toán tiền điện mà khi đã liên quan đến tiền thu và chi thì chỗ này phải lập phiếu chi, phiếu thu nhé. Thì cái số phiếu thu chi sẽ được lập theo số từ nhỏ đến lớn. Nếu mà công ty mình nhỏ, mình xác định là nó chắc nó chỉ cần khoảng độ 100 cái phiếu chi đổ lại, thì em để đằng trước là 2 số 0. Còn nếu mà em thấy nó tầm khoảng 1.000 thì em để đằng trước là 3 số 0 cho cô. Đấy, em sẽ gõ từ nhỏ đến lớn. Đấy, thì còn những cái này thì nó vẫn mình vẫn cứ căn trơn đề nhé. Đấy. Đấy là xong cái hóa đơn trang số 17. Tiếp theo trang số 18. Cái trang số 18 này thì nó là máy tính, thì nó cũng tương tự như cái điều hòa, bản chất của nó không có gì khác cả. Thế nên các bạn vẫn có thể định khoản là nợ 242, nợ 1331, và số tiền ở đây mình cũng treo qua công nợ 331. Vẫn là công ty điện máy. Mình biết thực tế là đã chuyển khoản rồi thì mình hành toán luôn từ chi ở đấy luôn. Thực ra nó không đúng lắm, bởi lẽ là mặc dù là mình chuyển khoản nhưng mình đã kế toán mình là phải dựa trên hóa đơn chứng từ, mà lúc đấy mình lại không có chứng từ ngân hàng đúng không? Đấy.
mua máy tính. Ví dụ như ở trong hóa đơn nhé, nó ghi rất là chi tiết, máy đen loại này loại kia linh tinh đúng không? Thì các em diễn giải trên nhật ký chung, mình chỉ cần gọi chung cái nhóm đấy là nhóm gì thôi, chứ không cần thiết phải ngồi gõ hết những cái này ra, nó lâu đúng không? Đấy, thì ví dụ như bây giờ nha, cô có thể mua 5 cái, một là máy tính này, hai là máy in này, ba là cái con nọ con chuột bàn phím linh tinh, thì gọi chung cái nhóm đấy là nhóm công cụ dụng cụ, bởi vì cái giá trị của nó đều dưới 30 triệu, thì mình gọi chung nó là nhóm công cụ dụng cụ. Và cái nhóm này là đang dùng cho ở đâu thì mình gọi là mua công cụ dụng cụ dùng cho quản lý, có đúng không? Chứ đâu cần thiết phải ngồi gõ là máy tính đen này, in cái gì khỉ gì đấy đúng không? Wow. Cứ phải nhòm vào đấy, xong lại gõ tiếng Anh như thế làm nó khó ra đúng không? Thế thì lúc đấy, ví dụ nhá, sau này mà em phải theo dõi mã hàng ấy, ví dụ nó là hàng hóa thì buộc em phải chi tiết. Đấy, em phải chi tiết cho từng mã hàng. Đấy, còn đây là nó chỉ là dùng chung cho quản lý thôi, thì mình không cần mình diễn giải trên nhật ký chung là mình gọi chung cái nhóm đấy là cái gì. Ví dụ như là bút giấy thì mình ghi là văn phòng phẩm đúng không? Đấy. Mua máy tính phục vụ cho, ví dụ như ở đây nhá, vì bên cô có đào tạo kế toán và dịch vụ kế toán thì cô không nên cái gì cũng cho hết vào quản lý, mà đào tạo phải có máy tính chứ đúng không? Đấy, thì các em đến một công ty mà mình dọn dẹp sổ sách ấy, mình cũng phải tự hiểu như vậy, chứ không ai đi trả lời cho em là cái máy tính này là anh dùng cho quản lý, hay bởi vì người ta có biết đâu đúng không? Đấy. Alo ạ. Đúng rồi ạ. Công ty em ở chỗ đối diện 187 Trần Đăng Ninh ạ. Vâng. Anh hôm trước mà hẹn em đến để đăng ký học cho sếp đúng không? Không. Làm em chờ anh cả buổi không thấy đâu cả. Vâng. Thế anh cứ lên đi nhá. Nhà em ở tầng 15 ạ. Vâng, thế nha. Dạ, vâng, anh chào anh. Sếp đăng ký học viện quản lý kế toán. Đấy nhá. Thì cái máy tính này các bạn cũng diễn giải giống như vậy. Đấy, thế cũng là dùng chung đúng không? Và phải trả. Nếu như mà cái này mình tách ra thành là dùng cho đào tạo kế toán đi thì ban đầu nó vẫn được tập hợp vào đây, nó chỉ khác khi em phân bổ thôi. Ví dụ sau này phân bổ nhé, ở đây giả dụ như cô mua 10 cái thì cô sẽ chia ra là 5 cái dùng cho đào tạo, 5 cái dùng cho dịch vụ. Thì khi cô phân bổ ấy, thì cô sẽ ghi là nợ 1 năm 4 đào tạo, nợ 1 năm 4 dịch vụ và có cho 242. Còn bây giờ nó được tập hợp vào đây, nó vẫn là nó vẫn thuộc về chi phí trả trước thôi. Đấy. À không, à ý của em hỏi về cái phần thuế đúng không? Nếu như nó là dùng thuế nhá, bây giờ cô xác định cái này là dùng cho dịch vụ kế toán thì cái thuế này vẫn được khấu trừ này. Cô không diễn giải là dùng chung nữa, mà cô lại diễn giải là thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Đấy. Thế còn nếu như mà cô lại dùng cái này cho đào tạo nhá, thì cái thuế này không có, cô sẽ gộp vào tiền trước thuế và coi như không có cái dòng này. Nó khác nhau ở chỗ đấy. Thôi bây giờ cô sẽ đặt giả thiết cái này là dùng cho đào tạo đi nhá. Xóa bỏ cái này. Đấy. Như vậy là chỉ có thế này thôi. 331. Và các em ghi tổng tiền theo hóa đơn luôn vào đây. 29 298 865. Đấy. Khi mình xác định được là cái đấy phục vụ cho lĩnh vực gì. Thì là em xác định luôn như vậy nhá. Cứ công ty của em mà có cái lĩnh vực liên quan đến danh mục hàng hóa không chịu thuế thì em xác định cái đầu vào của nó không được khấu trừ. Thì ở trên luật thuế giá trị gia tăng em chỉ cần lên trên mạng em gõ nhá, danh mục hàng hóa không chịu thuế,
là nó sẽ lên hết tất cả các danh mục hàng hóa không chịu thuế, thì công ty của em mà thuộc về danh mục đấy thì là không chịu thuế. Đấy thì thông thường là nó dùng cho các cái lĩnh vực như là kinh doanh về các cái bệnh viện, trường học, đào tạo, hay là các cái máy móc hàng hóa mà phục vụ cho nông nghiệp. Thì đấy, đại diện nó là như vậy. Thì em nếu kinh doanh những cái lĩnh vực như thế là không chịu thuế. Đấy. Thì ở cái chỗ này thì máy tính phục vụ thì mình lại ghi luôn là phục vụ cho đào tạo nhé, để mình nay mai nhìn lại ấy. Đấy, nếu mà mình không cẩn thận mình nhìn lại có khi mình chả hiểu tại sao lại thế này, đúng không? Có khi lại tưởng là lúc ý mình hạch toán sai. Đấy, có những bạn ví dụ như bây giờ nhá, mình làm mà mình không hiểu bản chất ý, bây giờ được cô hướng dẫn cho như thế trên mạng ấy, các bạn ấy hỏi cô thì được cô hướng dẫn cho như thế thì các bạn làm thế này, nhưng đến sang năm đến lúc lại dò lại lại bảo thôi chết rồi, cái hóa đơn này mình hạch toán sai, mình lại không hạch toán thuế, đúng không? Đấy, còn khi mà các em hiểu bản chất rồi thì các em chỉ cần đi soát xét sổ sách mà các em nhìn thấy thế này thôi, thì các em sẽ phải đặt câu hỏi xem công ty này nó kinh doanh cái gì, nó có đúng là cái danh mục này không, thì hai cái luồng suy nghĩ nó khác nhau. Lúc ý nó mình hiểu bản chất thì nó là như vậy, đúng không? Mình không cho là sai nữa, mà mình phải ngay lập tức mình đi tìm hiểu xem công ty đấy nó kinh doanh cái gì, có phải là có cái lĩnh vực không chịu thuế không, mà tại sao lại hạch toán thế này. Đấy. Thì cái lúc mà mình kê khai coi như cái hóa đơn này là mình cũng để thuế không luôn. Không, cái kê khai cô hướng dẫn sau. Bây giờ hạch toán sổ sách thì mình cứ bám vào cái nội dung của sổ sách cho nó hiểu đã. Còn trên tờ khai thì nó lại có cách xử lý khác nữa nhá. Đấy, thì máy tính là như vậy. Thế ở đây bắt đầu đến cái tiền thuê nhà đây này. Cái tiền thuê nhà của cái hợp đồng kia là, thì bây giờ nhá, mình trả tiền là trả 3 tháng một lần, đúng không? Thì bây giờ các em chọn kỳ kế toán là tháng hay quý? Nếu như các em chọn kỳ kế toán là tháng thì chỉ được tiền thuê nhà của một tháng thì mình mới được hạch toán vào 642. Còn nếu mà của nhiều tháng thì các em phải cho vào 242. Còn các em chọn kỳ kế toán là quý thì ví dụ như trên cái trường hợp này nó thanh toán 3 tháng, nhưng nếu mà nó gói gọn của tháng 1, tháng 2, tháng 3, bọn em vẫn coi như nó là của kỳ này, vẫn cho vào 242 được. Nhưng các em chọn vẫn là quý nhưng mà cái tiền thuê nhà này nó lại của tháng 2, tháng 3, tháng 4. Như vậy nó lại sang cái quý nữa rồi thì lại phải cho vào 242. Mặc dù nó vẫn là tiền 3 tháng, đúng không? Đấy. Thì bây giờ với cái này các em xác định như vậy nhá. Thì ở đây cô chọn kỳ kế toán là quý nên cô cho cái này vào 642. P mắc. Và lúc này là 45 triệu. Các bạn đồng một ít. Cái hóa đơn số trang số 20 thì vẫn là tiền thanh toán tiếp khách nhá. Thì mình vẫn hạch toán vào 642 bình thường. Tiền ít thế này mình thanh toán tiền mặt.
chi diễn giải là chi phí tiếp khách. Bây giờ nó không khống chế em nhé. Trước đây là đối với cái nhóm chi phí tiếp khách, quảng cáo, tiếp thị là nó khống chế, các công ty mới thành lập là nó cho phép là 15% 3 năm đầu. Thế còn các năm sau là được 10% tổng chi phí không bao gồm giá vốn. Nhưng bây giờ không quy định nữa, không có khống chế. Alo ạ. A5 anh ạ. Tầng 15 anh nhé. Dạ vâng, ở ngoài cửa có chữ Acevina đấy ạ. Đấy, bây giờ không khống chế nữa em ạ. Chỉ cần em có hóa đơn chứng từ đầy đủ, hợp lý, hợp lệ, hợp pháp là ok. Đấy. Khi mà các em có tiếp khách ấy, các em đừng có vứt đi cái pin của nó nhé. Đấy, đấy là phải kẹp cùng vào đây, chứ không là không có là nó loại đấy. Đây, ví dụ như cái hóa đơn này là của bên cô là dọn dẹp sổ sách này, nó là hóa đơn bán ra hàng. Thì khi mà cô dọn dẹp sổ sách xong thì cô mới nhận được tiền và cô mới xuất hóa đơn cho khách. Đúng không? Thế nên là lúc này cái doanh thu này là doanh thu của kỳ này. Nó khác với cái việc mà cô đi làm sổ sách cho các năm tiếp theo. Mà ví dụ người ta lại trả trước cô tiền ấy, thì nó lại khác. Đấy. Thì ở đây mình là công ty được bán hàng thì mình phải thu của khách. Ở đây mình sẽ thu của công ty nào? Cường Anh thì các em ghi Cường Anh vào đây. Đấy. Và doanh thu mình chi tiết ra là 5113. Như bên cô là có mảng dịch vụ và đào tạo thì sẽ là 5113 dịch vụ và 5113 đào tạo. Đấy, dịch vụ thì có thuế đầu ra 3331. Đấy. Cô có khách rồi, có lẽ phải dừng ở đây. Không biết trong cái bộ tài liệu kia có ở đây. Cái quyển này á? Cô cho em mượn quyển này nhá. Cái này nằm ngoài cái bộ. Ừ, mời vào đây hộ chị. Cái bộ mà cô đang hướng dẫn này là nó nằm ngoài chỉ 8 bộ mà em được thực hành ở thêm nhá. Mời anh ngồi đi ạ. Mình xin lỗi các bạn, mình sẽ ngắt video ở đây và mình đang hướng dẫn các bạn đến cái chứng từ số 22 nhá. Thì mình sẽ ngắt cái video ở đây để mình quay tiếp vào buổi sau. Xin chào.